sau khi nó vô menu chính đó, thì các bạn kết nối wifi rồi test chức năng, ví dụ quay phim, chụp hình, rồi chỉnh lại ngày giờ ở địa phương các bạn nơi sinh sống ha. Máy này chỉ iOS 12 thôi. Hiện tại thì như các bạn đã biết á, iOS 12 á là Apple mới ra cái bản vé mới á, là hầu như là fix những cái YouTube mà báo cập nhật nha các bạn. Đây nè, ví dụ con máy iPhone 6 nè, các bạn vô YouTube á, nó sẽ báo là có phiên bản mới ha. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình có cái con iPad nè các bạn. Cái này thì cũng model cũ thôi. Thì mình chia sẻ với các bạn mình iPad với lại mình fix một số cái lỗi linh tinh cho nó nha. Mini 2 nè. Cái con này thì chip A7 thôi các bạn. Cái con chip A7 thì hiện tại thì mình Jared nó thì mình phải cần cái USB nha các bạn ha. Chứ mình cũng thử khá là nhiều cái tool rồi. Thì hầu như là Jared không được, phải cần cái USB mới được. Thì các bạn nào mà có cái cách Jared cái con này mà không cần USB thì chia sẻ cho anh em cùng biết nha. Các bạn phải format sạch cái USB của mình trước. Sau khi mà format xong á, trở lại cái bao tool nè, tích vô cái phần Jared Now á, nó sẽ hiện ra một cái tab mới. Các bạn tích vô cái ô mà tạo cái USB boot nè các bạn. Rồi các bạn chọn cái file mà mình để dưới cái link mô tả bên dưới video nè. Các bạn chọn đúng cái USB của mình, rồi mình tạo cái USB boot thôi. Cái này thì nó tạo cũng khá là nhanh ha. Các bạn tạo cái cách này cho nó nhanh nha các bạn, không có cần cái mở cái Balenren, xin lỗi các bạn, mở cái Balena Etcher hoặc là Rufus gì đó mình tạo nó lâu ha. Sau khi mà mình tạo cái USB boot xong á, các bạn khởi động lại Windows cho mình, vô cái menu boot, tùy theo cái máy tính của các bạn là chip gì ha, nó sẽ có cái cách vô nó khác nhau, các bạn tìm hiểu thêm giúp mình nha. Sau khi mà mình vô được cái menu boot á, mình chọn cái USB mình mới boot nè. Các bạn điều hướng xuống cái phần USB của mình mới tạo cái file chạy chết ra á. Các bạn enter, đợi một lát là nó sẽ vô giao diện của cái chết ra ha. Cái này là nó nhận cái máy nè, mini 2 chết ra 0.10.2 các bạn. Đầu tiên các bạn bấm qua cái chữ net trên tool, nó sẽ đưa cái máy mình về chế độ recovery. Cái này thì mình giao red bình thường thôi, giao red cách này là hầu như là thành công nha các bạn, nhưng mà đều phải có cái USB. Tiếp tục các bạn vô chế độ DFU cho nó nè. Cái con máy này thì các bạn bấm start rồi nguồn với home khoảng 4 giây, các bạn buông phím nguồn giữ phím home. Đợt lát cái tool nó báo là đã vô DFU thành công thì các bạn buông tay được ha. Lúc này cái máy mình nó ở tình trạng là màn hình đen nè. Nó sẽ báo cái lệnh là nó đang cài đặt khai thác cái lỗi gì nè các bạn. Các bạn cứ để im cho nó chạy nha. Cái khúc này thì mình để ý thì nó chạy hơi lâu một xíu nha các bạn. Oh no. Các bạn để ý kỹ khúc này ha. Mình nói khá là chi tiết. Khi mà nó hiện qua cái phần right before vậy nè, nó giống như chuẩn bị hoàn thành á, thì đối với con máy này các bạn phải rút cáp ra nha. Rút cáp ra, rồi đợi 1-2 giây các bạn ghim vô lại, là nó sẽ báo boot tin, là cái máy mình nó sẽ hiện táo lên, nó chạy những cái lệnh code. Rồi lúc này thì các bạn đợi cho nó chạy, rồi cái máy mình đã boot lên là nó báo on đông thôi. Tại Jared những cái con iPad thì nó sẽ có một số cái mẹo khác những cái con iPhone các bạn, mình để ý mình thấy vậy ha. Còn nhiều lúc các bạn chạy cách này Jared cho 5S với lại iPhone 6 6 lút vẫn được nha. Nó dễ hơn ha, nó không có cần rút cáp gì kia đâu. On đông rồi các bạn. Như vậy là mình Jared thành công rồi. Rồi các bạn chọn quit nè. Rồi các bạn gõ cho mình cái lệnh reboot, là cái máy tính của mình sẽ khởi động lại. Rồi mình trở lại cái môi trường Windows bình thường á, mình mở tool mình bypass thôi. Bao tool báo đã Jared thành công nè. Ngon lành như vậy thôi. Nói chung các bạn Jared hay là bypass những cái con máy này thì mình chịu khó tạo USB boot là mình chạy là 100% là thành công nha các bạn. Rồi các bạn giải nén lại cái tool này. Hiện tại cái tool này hầu như là miễn phí, mình nghĩ chắc vĩnh viễn luôn các bạn ơi. Admin tool này cho cái đăng ký cái số ASIC của cái tool này hầu như là iOS 12 cho đến iOS 14 á. Là mình chạy lúc trước cái tool này mình chạy cũng khá là lâu rồi, giờ mình đăng ký lại mình cũng chạy thấy miễn phí nè các bạn. Số series các bạn chưa đăng ký thì các bạn click vô cái trang web của admin đó. Các bạn đăng ký thôi. Rồi mình chạy ha.
khi này thì mình đợi cho nó đếm ngược xuống không á, rồi mình dán cái số series của mình vô, rồi mình đăng ký trở lại cái tool mình 3 bass bình thường. Rồi các bạn xem tiếp video ha, để lát 3 bass xong á mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mình fix cái YouTube luôn. Hiện tại iOS nó bị khóa iOS thấp á, cái YouTube nó báo cập nhật, mình chia sẻ với các bạn sau ha. Sau khi 3 bass thành công á, thì nó sẽ thông báo cho mình biết là có muốn 3 bass full sim hay không. Thì ở đây mình chọn no nha các bạn. 3 bass dùng wifi là ok lắm rồi. Những cái con máy này ra cũng khá là lâu rồi, mình dùng wifi cài YouTube cho mấy em nhỏ dùng là ok nha. Giờ mình kích hoạt bình thường thôi, để mình trở lại Baotune á, xem thử nó báo thành công chưa. Rồi ngon lành luôn này các bạn ơi, báo Z nè. Đôi khi các bạn kích hoạt nó sẽ bị treo khúc này nha, nó không có tiếp tục được. Thì mình khởi động lại cái iPad, bấm reboot trên Baotune, rồi đợi một lát nó sẽ khởi động lại, rồi nó vô cái menu chính, rồi mình test chức năng nha các bạn. Sau khi nó vô menu chính thì các bạn kết nối wifi, rồi test chức năng, ví dụ quay phim, chụp hình, rồi chỉnh lại ngày giờ ở địa phương các bạn nơi sinh sống ha. Máy này chỉ iOS 12 thôi. Hiện tại thì như các bạn đã biết á, iOS 12 là Apple mới ra cái bản vé mới á, là hầu như là fix những cái YouTube mà báo cập nhật nha các bạn. Đây nè, ví dụ con máy iPhone 6 nè, các bạn vô YouTube á, nó sẽ báo là có phiên bản mới ha, cập nhật, nhưng mà mình cập nhật đâu được nữa. Thì các bạn xem qua Safari vẫn được nè, nhưng mà nó cũng hơi bất tiện. Chia sẻ với các bạn là cái cách mình cài cái cấu hình YouTube mới cho nó nhanh nha. Các bạn vô cái toolbox, rồi quản lý cấu hình, rồi các bạn tải cái cấu hình mình để hầu những cái link dưới mô tả, các bạn tải về hết. Khi tải về thành công á, cái máy mình nó sẽ có cái cấu hình, rồi mình tiến hành mình vô cài đặt, cài cái cấu hình YouTube mới cho nó là được nha các bạn. Các bạn cứ bấm nét theo hướng dẫn trên màn hình thôi. Sau khi mà cài cái cấu hình xong á, nó sẽ có cái YouTube ngồi màn hình nè, rồi các bạn bấm vô. Các bạn nhớ muốn cài cấu hình này thì mình phải xóa cái YouTube gốc đi ha. Rồi như vậy là mình vẫn coi bình thường nha các bạn. Các bạn vô search từ khóa tìm kiếm cái gì đó là nó sẽ hiện ra ha. Ví dụ mình bấm vô kênh của mình nè, rồi mình bấm ra, muốn tìm kiếm cái gì tìm kiếm. Các bạn chưa đăng ký kênh thì bấm cái chữ đăng ký giùm mình nha. Ở đây mình cũng có làm một cái video ngắn nè, chia sẻ với các bạn cái cách mình cài cấu hình YouTube cho nó nhanh đó. Anh em nào chưa xem thì xem. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.